Welcome em chào kênh DHPG của mình ngày hôm nay. Trở lại với con game Vương Quyền Chiến thì cái video mình sẽ hướng dẫn em kỹ năng ngày 15. Ngày hôm nay thì nông dân chú ý cho mình ở mấy cái sau ấy. Hôm nay nó mở thêm rất là nhiều hoạt động tính năng em chú ý nhá. Về tính năng hoạt động ấy, đầu tiên ở trong cái cổng tham hiểm ấy, nó mở thêm cái thánh địa biến cố. Đi này thì nó yêu cầu anh em xếp hai trận nhá. Đây, hai đội hình này ấy. Và anh em phải hoàn thành chỉ tiêu đó. Đây, như này ba sao không? Nó sẽ cần là win này, ít nhất một anh hùng hệ bằng tối ra trận này và win trong vòng 5 lượt, tức là sang cái lượt thứ 6 là em sẽ tính thua nhá. Bình thường anh em nông dân là dù một con chính như mình ấy thì chắc mấy cái này rất là khó em ơi, cái nhiệm vụ mà win trong 5 lượt đấy. Giờ chắc mình sẽ cố gắng thiết kế thêm một con đêm lứa để mình đi này, và kèm theo này phải không, cái này ấy, nó sẽ có thêm cái nguyên liệu cường hóa trang bị truyền thuyết nhá, và mấy cái tăng bậc ấy thì nó sẽ có thêm cái cục kết tinh biến cố này, và kèm theo cái tính năng này thì nó sẽ có thêm cái vòng quay lò luyện em ơi. Đây, nó dưới cái tầm bảo này, cái lò luyện này anh em quay ấy thì sẽ có tỷ lệ ra trang bị nhá. Rồi mình xem cái tỷ lệ nào, ở đây nó không cho mình xem tỷ lệ nhá, nhưng mà anh em sẽ có tỷ lệ ra mảnh cái trang bị truyền thuyết cộng với cái trang bị cam, trang bị đỏ cũng có, nhưng mà phần trăm trang bị đỏ rất là thấp em ơi. Chủ yếu là anh em ra cái trang bị cam cộng với cái mảnh nhá. Cái mảnh ấy thì 100 mảnh là anh em sẽ ghép được một cái trang bị truyền thuyết. Truyền thuyết là cái trang bị hơn phẩm đó nha anh em ơi. Cái này anh em quay một lần là 100 điểm này, quay 5 lần là 500 điểm, và khi anh em quay đủ 300 lần là sẽ được một món trang bị truyền thuyết nhá. Đây dung luyện là 300 lần được chọn là một bộ phận sau nhá, cái được chọn em ơi. Chọn là chắc chắn là lâu dân sẽ chọn là vũ khí rồi ấy. Vì lúc đầu kiểu gì anh em cũng phải ưu tiên đêm trước. Đây hiện tại mình mới quay được 17 lần nhá. Cái tính năng kia thì mình đi được 29 sao nhá. Mình còn cái ấy mà nó bắt mình win trong 5 trận nhá. Ở đây mình chỉ được 2 sao thôi. Tổng cộng là mình 29 trên 30 sao. Và ngày hôm nay ấy, nó sẽ thêm cái sự kiện là thời trang em ơi. Đây, sự kiện thời trang trong vòng 7 ngày ấy. Nói chung cái con game này ấy, cơ chế nó ấy, nó ra cái con tướng quay nào phải không? Thì đến ngày thứ 8 ấy, tức là cái sự kiện là quay tướng ngày 8 thì nó sẽ ra cái thời trang nhá. Đây, thời trang của con song tử này, đặc công tương lai, ưu đãi ngày này. Nói chung là mấy cái ưu đãi cộng với quà liên tục này ấy, là dành cho em nạp thôi ấy. Còn về cái quay bằng quay thời trang này nông dân có nên quay không ấy? Theo cái ý kiến mình là nông dân không nha em ơi, kể cả em có tướng đi nữa nhá. Đây, thời trang nó chỉ có 0,1% thôi. Nó có thêm cái bí bảo này em ơi, bí bảo đó tăng rất là nhiều chiến nhá, 1,45%. Mấy cái bí bảo này nó tăng theo phe nhá. Cái con game này về sau nó sẽ có dạng bí bảo theo tướng nhá. Bí bảo mà theo tướng lực chiến nó tăng phải gấp mấy chục lần, à đâu, phải gấp tầm 5 đến 10 lần cái bí bảo đỏ nhá. Nhưng mà này chắc phải tầm 1 2 tháng nữa mới ra. Mà ra chắc chỉ có anh em nạp thôi ấy. 20% ra mảnh này. 100 mảnh này anh em sẽ ghép được một cái bí bảo đỏ ấy. 10% ấy ra cái mảnh khi này, 100 mảnh em sẽ đổi được một cái kim nhá. Đây 20% ra mảnh này, 21% ra đá này. Cái nó không có kim cương đâu ấy, nó chỉ có mấy cái nguyên liệu thôi ấy. Nếu mà có kim cương khéo khi anh em phô máu cũng được ấy. Nói chung là anh em quay vào đi thôi. Tính ra cái sự kiện song tử này, sự kiện trong vòng 15 ngày ấy, là anh em đã quay được 15 lần, tức là còn thiếu 85 lần nữa. Mà trong 100 lần quay ấy, kiểu gì anh em cũng được xấp xỉ tầm 3 cái kim cương. Tính ra cái sự kiện này ấy, anh em quay tốn tầm 15 cái kim cương ấy là em sẽ được sở hữu cái con tướng song tử ấy nhá. Nếu mà xem mới anh em nên tích tích một ít anh em quay cái sự kiện này mình thấy ok em ơi. Tại vì cái con tướng song tử này là tướng lết, anh em về sau hầu như là sẽ chơi này nhá. Còn anh em nào mà không sở hữu thì đợi nó vào trong cái shop đổi play nhá, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu anh em ơi. Ok, xong cái quay được trang nhá. Và ngày mai nó sẽ có thêm một chuỗi sự kiện lễ hội xe mới nữa. Hình như mấy cái lễ hội xe mới này như là lần nào có thì phải nhỉ, một tuần một đợt em ơi, rất nhiều luôn. Đây cái quà ngày lễ lần này ấy, thì đó là cái thẻ chọn anh hùng trinh sát nhá. Đây một bên là nó sẽ có bốn con em ơi, nhưng mà trong bốn này khéo khi là mình sẽ chọn cái con thần gió bên lá nha em ơi. Tại vì tại lá mình chỉ có được cái con loli này, hiện tại mình đang thiếu hôm đêm. Cái con bên hệ hóa chắc là mình sẽ chơi con rực rỡ, cũng có thể mình sẽ chơi đêm nhá. Nói chung cái này để mình tính sau ấy. Cái sự kiện này ấy, anh em chú ý cho mình nhá,
nó sẽ có một cái nhiệm vụ là ủy thác tin tức. Cái nhiệm vụ đợt trước mình nhớ là đấu nhanh phải, còn này là cái ủy thác nhá. Không biết một ngày trung bình anh em đi được bao nhiêu lần nhỉ? Đến mốc cuối là 8 lần nha anh em ơi, sự kiện trong vòng 7 ngày ấy. Tức là ấy, một ngày anh em phải đi được trên 10 lần, 10 lần tức là 15k điểm anh em ơi. Cái này mình cũng không nhớ rõ là một ngày anh em sẽ đi được bao nhiêu lần ấy. Nhưng mà để chắc ăn nhất anh em chú ý nhá. Trước ngày 15 anh em cố gắng tích thật nhiều cái điểm tin tức vào. Lên như mình phải không? Ngày đầu tiên mình đã đi được 22 lần rồi. Mà ở ngoài mình vẫn còn rất là nhiều nguyên liệu nhá. Đây mình vẫn còn là 8k nữa. 8k tức là mình còn đi thêm 5 lần nữa anh em ơi. 5 lần nữa. 5 lần nữa là 27 với cho 30 đi. Tức là mình còn thiếu 50 lần nữa. 6 ngày hoàn thành 50 lần đi. Nghĩ chắc là mình sẽ đủ đủ cái mốc 80 lần nha. Và chung chung ấy, cái sự kiện lần này anh em chỉ cần chú ý nhá. Anh em tích cái tin tức từ ngày 13 làm sao ấy cho cái tin tức anh em kịch mắc nhá. Nhớ mắc là 20k thì phải ấy. Anh em cứ cho ấy, đến ngày thứ 14 mắc là 20k ấy, cộng với trong cái nhận này ấy, anh em gần 12 tiếng nhá. Như thế thì anh em sẽ tối ưu được cái sự kiện đợt này đấy. Và vẫn chưa hết nha, nó vẫn còn thêm một cái đấy em ơi. Đây nó có thêm cái thử thách dung trí này ấy. Đây là bộ đại hai là anh em sẽ được thêm 150 cái huy hiệu dung trí này cộng với cái vàng 12 giờ. Đại hai là sẽ được 200 này cộng với một cái vé tâm bảo ấy. Ngày mai ấy, thì sẽ được thêm hai cái vé trên mộ cao này, 45 mảnh tướng tím 4 sao hướng viên này cộng với 350 cái huy hiệu dung trí nhá. Cái huy hiệu dung trí này ấy, để anh em đổi quà nha. Đây quà rất là ngon này, nhưng mà chủ yếu là cho anh em làm. Xin chia buồn anh em. Còn về điểm thì như là anh em sẽ được 1.600 nhá. Nếu mà được 1.600 ấy, anh em mà chọn tướng là sẽ được một trong bao này đấy. Còn anh em mà không chọn tướng ấy thì anh em nên chọn cái phôi này nhá. Phôi này anh em nên cho cái con bóng tối cộng với pha lê em ơi. Như là thấy anh em bảo không tích được thì em đổ luôn cho mình. Còn về cái quà giới hạn này ấy, đây 500 đổi được 100 cái hiệu dụng xí này. Nó cho đổi bao lần căng thế nhở? 500 kim cương ấy được 100 phải không? 500 kim cương được 100. 500 kim cương được 100 ấy. Tức là giờ mà mình muốn đổi tướng này ấy, 500 kim cương nhân với 16 này, 5.000 này, 3.000 này. Tức là mình tốn 8.000 kim bảo để đổi con tướng. A chan nhỉ. Cái ngày hôm nay em nông dân chỉ cần chú ý cho mình ở mấy cái đấy thôi. Thôi kia mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.